Chào mừng cả nhà. Hôm nay về quê kiếm được hai quả dừa mộng nào. Nay sẽ review bộ cho mọi người xem ăn dừa mộng nhào nha. Đây, dừa mộng đây. Nào. À. Xem trên mạng rất là nhiều. Hôm nay được lần đầu tiên nhìn thấy mộng dừa. Mầm của nó này. Trong nó đắt. Rồi, mình sẽ bổ nhá. Rồi bổ hai quả này cho mọi người xem nhá. Nứt đi. Mộng dừa này. Ơi. Mạnh quá nó vỡ bố ơi. Mời cho mọi người xem mộng dừa nhá. Mộng dừa này rất là ngon luôn. Rồi cho mọi người xem mộng dừa đấy nhá mọi người nhá. Vừa đập quả. Quả này đập quả đầu tiên chưa biết đập nó quắc hết nước ra luôn. Đó, ngon không? Mộng dừa nhá. Quả này mộng dừa hơi bé nên là làm thuận lợi bên trong. Sờ rất xốp nhé. Đó, bóp này con nước này, mình cho mọi người xem. Bóp con nước. Bóp ra nước này. Vừa đấy nha mọi người nha. Mọi người ăn thử xem nào. Bóp ra nước này. Thơm, sốt sốt. Này em để đá một tí ăn mặn. Thế ngon nè, nè. Đây của nó này. Ăn thử. Mọi người nhá. Quả đầu tiên đập không biết đập. Nước lên nào rồi. Còn dùng nước nào? Anh dùi nó đem này nước. Dạ. Đập tiếp quả này em mong em. Thử quả thứ hai nhé. Nó có vỡ ra. À.
xem này. 2, 3. Umbana. Umbana rồi. Và nữa này, mộng dừa nữa. Yeah. Mộng dừa thứ hai. Ui giời, quả này to hơn. Lành hơn này. Bốc ra nước luôn này. Thử ăn tiếp. Ngon. Ăn thử cùi luôn. Một bát đầy nước. Nước hết rồi, đủ rồi. Phải thơm không ạ? Nên ngã hết rồi. Đang ngồi bên mình nó quá. Ăn hết mọi người. Có hai quả bé bé. Ăn súp lắm. Mông dừa để ăn thôi. Súp ngọt ngọt. Đấy mà để đá ăn mát. Giờ hết mông dừa rồi, chuyển sang ăn cùi dừa nhé. Mọi người mà ai thích làm mông dừa, mua cái loại dừa già một tí về nhà để bình thường nó mọc mầm hoặc là chôn dưới đất tầm độ 2 tuần gì đấy nó mọc mọc dừa lên để ăn. Rồi chào mọi người nhá, hôm nay thì những cái món này hay hay cho mọi người xem.